Người ta 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 mòn mỏi trong mòn mỏi đời chờ. Người yêu ta để hồn ta chết giờ. Bởi một lần chợt biết môi thơm hơn một lần tay tròn vòng tay. Lời cay đắng riêng ta, chuyện tình yêu là trăng gió hương hoa. Đêm xa rời, niềm đau chín tim ta. Xin chào tất cả bác nha, cảm ơn toàn thể góc quay trở lại kênh Nặng Tín Audio nha. Tiếp tục video đi. Ngày hôm nay bên Nặng Tín Audio sẽ giới thiệu qua một dòng sản phẩm, một đôi loa AV Pro hàng chính hãng KF12. Đây là toàn bộ sản phẩm chính hãng AV Pro nhập khẩu nguyên hùng nguyên kiện của công ty AV Pro. Thì cái dòng AV Pro này nó bán qua rất nhiều rồi, trên thị trường các bác thấy rồi. Đây, tất cả hàng được nhập khẩu nhá. Rất là đẹp luôn, con này loa một loa full 30, một bát 30 và một chiếc kèn. Đây bác nhìn xem này. Tất cả đều có mã code, mã vạch đầy đủ hết nhá. Tất cả sản phẩm là sản phẩm chính hãng của AV Pro. Đây bác nhìn này, những cái tem này. Và bác nhìn thấy thiết kế đôi loa của AV Pro là rất là đẹp luôn. Anh em vào theo dõi video ủng hộ cho một like nhá. Các bạn theo dõi video ủng hộ kênh Nặng Tín Audio xin một like đi và nhớ đăng kênh đỏ phía dưới cho em nhá. Bắt để lại em xin một like. Đây. Thì con này nhìn rất là đẹp luôn, sơn sần nhá. Con này sơn sần rất là đẹp. Ok chưa? Đây đằng sau đây. Cho các bác xem nhá. Đây AV Pro này KF12 này dài từ 71-20k, dài rất rộng luôn. Công suất là 450W luôn ạ. 450W thôi. Chở kháng 8 ohm nhá. Đẹp các bác. Phải nó rất là đẹp luôn. Và con này anh em mình hát karaoke thì chấm hết luôn. Thực sự là đôi loa này chất âm rất là hay, bass rất là sâu nhá. Chép rất là sáng. Vừa bác test cho bác nghe chất âm rồi. Và toàn bộ đã sản phẩm cam kết là hàng chính hãng của AV Pro. Một bass 30 và một chép kèn. Hàng còn nguyên thùng luôn. Đấy. Và ngày hôm nay em xin báo giá rất tốt cho bác nào nhanh tay sở hữu đôi loa AV Pro này. Và giá của đôi loa AV Pro này giá chỉ có 9.200.000 em bao ship các bác. 9.200.000 một đôi loa AV Pro này nhá. Giá cực kỳ tốt quá rồi. 9.200.000. Bác nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ qua số cho em hoặc liên hệ cho em nhá. 9.200.000 một đôi. Một bát 30 và một chép kèn em bao ship tận nơi các bác, được chưa? Đấy, bác nào khu vực phía bên bác em mang nơi nắp cho em luôn. Đấy, bác nào miền Nam miền Trung thì đặt cọc cho em nhá. Còn bác nào khu vực phía bên bắc em sẽ mang tận nơi nắp cho bác luôn với giá 9.200.000 để bao ship. 9.200.000, giá cực kỳ tốt cho bác nhá. Toàn bộ đây hàng chính hãng được nhập khẩu nhá. Đấy, bác nhìn mặt lưới của AV này rất đẹp luôn, đặt lên kệ rất là sang luôn. 9.200.000 một đôi em bao ship các bác, được chưa? Bác nào khu vực phía bên bắc sẽ dựng nhà nắp cho bác luôn đôi này. Còn bác nào khu vực phía miền Nam miền Trung thì đặt cọc cho em nhá. Đây của bác nhìn này, giá niêm yết là 14 triệu này. Anh em nhìn giờ giá niêm yết là 14 triệu đô này. Nhưng ngày hôm nay đến Nặng Tín đâu em sẽ bán anh em với giá rất tốt luôn. Đấy, em làm việc công ty bán cho bác với giá 9.200.000 một đôi. 9.200.000 một đôi loa AV này. Giá rất là tốt luôn. Và nhìn thiết kế của loa AV rất là đẹp nhá. Một bát 30 một chiếc kèn. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Ok, giờ 9.200.000 và em nhắc lại các bác này, bác nào khu vực phía bắc cách Hưng Yên khoảng 100-150 km đến tận nơi nát khoang luôn. Ok chưa? Còn bác nào miền Nam miền Trung đặt cọc cho em 200-300.000, em sẽ bao ship tận nơi cho các bác. Ok chưa? Rồi bác nghe qua chất âm tí nhá. Vậy mà tôi vẫn trông tình mãi thôi, nên giờ khó thở. Biết phải làm sao khi lòng còn nhớ thương, mà còn thương là còn mãi chung tình, vì hai chữ chung tình nên đành nuốt lệ mà phun. Thank you.
chúng mình đã chia tay nhau lâu mà anh nhớ, mà anh vẫn đợi chờ. Người ta nói anh khờ, khi tình chờ là tình chết. Nhưng anh có mượn thời gian làm xua tan cùng năm tháng mà chẳng thể phai tàn. Nhá. 9.200.000 một đôi vào ship. 9.200.000 một đôi vào ship. Chào anh nhá.